AC AKA TT 2Z16. Sông ngư, cõi hư và cõi thực, cố chấp trong ảo tưởng, biến cái hư thành cái thật, hóa máu xương vào viết mực, hóa trái tim thành bài ca, hóa cảm xúc thực thi vị những nghi kỵ của ngoài kia, dám tâm hồn vào bức vách ngăn đôi ta đến gần nhau, dồn suy nghĩ vào bí bách ngăn con người sống cần nhau. Thứ duy nhất mày có thể là thông điệp trong vần câu, truyền vào flow dòng nhật ký tồn tại đến muôn đời sau. Nhắm mắt và mường tượng một núi tuyết trên sông băng, đêm tĩnh mịch, đêm lặng lẽ, có một người với ông trăng trên trời cao, nhìn nhân gian một là hình hai là bóng, một chút tình trong khoảng trong một phút bình yên thật hiếm. Cả đời cứ chạy theo một hình bóng, đổi lại được gì cũng chỉ là khung hình trong trò chơi. Khi mở ta ước chi rằng được đóng lại tất cả để tận hưởng hết từng phút giây, những khi mình được sống cuộc đời riêng của chính tao, không cần thêm điều gì khác, không hề có nuối tiếc cho những gì từng mất mát. Ngồi đó hàng đêm để giải bài toán khó, hãy cứ đến đây vì tao đang chờ đón nó. Sống là phải chết, cái chết cho sự sống, sự sống và cái chết đều phải đến trong cuộc sống. Ngôi sao buổi sớm người đi đi, dao kèo hủy bỏ tôi không muốn thành vô tri. Từng điếu thuốc dần tàn, thân xác dần mòn, ta biết điều đó chứ, nhưng điếu thuốc cứ dần tàn dẫn tao đến những đường mòn, dắt tao qua những hành trình cho bài nhạc kia thành hình và hình dung đó thành mình. Cả đời cứ chạy theo một hình bóng, đổi lại được gì cũng chỉ là khung hình trong. Tao lại trở về nơi mình từng sống, mình từng yêu. Bấm ba lại tấu nhạc và cứ thế mà mình phiêu. Cả đời cứ chạy theo một hình bóng, đổi lại được gì khi đã chết khi được sống. Tao lại trở về nơi mình từng sống, mình từng yêu. Đi trong từng giai điệu và cứ thế mà mình phiêu. Những biến số đơn giản tạo nên thế giới đầy phức tạp, một bộ não siêu việt đôi khi không thể đủ sức nạp tất cả những dự kiện và cho ra kết quả. Cuối cùng sau tất cả không còn gì hết cả, đúng là không có lựa chọn đúng lựa chọn sai, chỉ là thời điểm nào thích hợp và cho ai. Kết quả luôn được tạo ra vào quyết định bởi quá trình, nhưng quá trình là vô ích nếu không có kết quả. Nên một khi đã đi, phải đi đến tận cùng, dù tận cùng là tuyệt vọng cũng phải đi đến tận cùng. Đây là rap ư à không, nó chỉ là nhịp cầu. Nhịp cầu này được rap lại bằng rap từ những nhịp đầu. Tụi nó đau đầu viết nhạc trong quằn quại nhưng không ra, còn tụi tao cứ viết nhạc chất thành đống nhưng không ra. Những trải nghiệm là vô giá nên cần người chơi xứng đáng. Mày không thể đóng tem nó và đem ra đường bán. Thứ quan trọng sau mọi chuyện là cảm giác được thảnh thơi, được tâm sự với người bạn mình đã dành cả cuộc đời. Gọi tao là rapper hay nên gọi người viết lời? Câu trả lời dành cho nó chắc tụi mày đã có rồi. Dạo mát một vòng trên highway, cởi bỏ gánh nặng trên vai này. Nói thêm chi nữa chi bằng cứ nghe nhạc đi, cho mọi thứ thành trắng xóa dấu vết phai nhạt đi. Cả đời cứ chạy theo một hình bóng, đổi lại được gì cũng chỉ là khung hình trống. Tao lại trở về nơi mình từng sống, mình từng yêu. Đi trong từng giai điệu và cứ thế mà mình feel. Cả đời cứ chạy theo một hình bóng, đổi lại được gì cũng chỉ là khung hình trống. Tao lại trở về nơi mình từng sống, mình từng yêu. Đi trong từng giai điệu của câu chuyện riêng mình hiểu.
ngắn một tuổi đời, quá ngắn một tuổi đời, khói đắng dần lấp